Có một điều tôi cảm thấy rất khó hiểu là cả anh hay là San và cả mẹ tôi nữa, lúc nào mọi người cũng nghĩ rằng tôi sẽ quay lại với cả anh ta. Nhưng bản thân tôi biết tôi sẽ không bao giờ làm như thế. Em nói thật chứ? Tôi đã bất hạnh trong cuộc hôn nhân đó 10 năm. Vậy vì sao tôi lại phải quay lại? Thế thì tôi yên tâm. Còn một chuyện nữa tôi muốn nói. Tôi xin lỗi, hôm trước tôi đã lỡ tay thắt anh. Thực sự là tôi không thích người khác làm một cái việc mà tôi cảm thấy chưa sẵn sàng. Nếu hôm đó tôi có nói quá lời thì anh cũng đừng để ý. Hôm nay tôi đến chỉ nói hai chuyện như vậy thôi. Tôi xin phép tôi về đây. Khuyên, từ từ đã. Vừa nãy em nói là em không thích ai hôn em khi em chưa sẵn sàng đúng không? Chưa chứ không phải là không đúng không? Tôi là nhiệm vụ của anh bây giờ là chờ đến khi nào em sẵn sàng đúng không? Được, anh sẽ chờ. Thực ra thì đây là lần đầu tiên em chủ động đến nhà tôi. Tôi nghĩ là có lần một sẽ có lần hai. Và anh cũng tin là sự tử tế và chân thành của anh em sẽ cảm nhận được. À Khuê, để tôi đưa em về nhé. Chắc em sẽ không từ chối chứ.